Chào mừng quý chị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học Tiếng Quảng Đông. Thì hôm nay mình rất vui tiếp tục cung cấp câu thực dụng cho các bạn. Thí dụ như là trò chuyện khiến sâu có nghĩa là trò chuyện, tâm sự, khiến sâu. Từ đồng nghĩa thu phủ sổi có nghĩa là trò chuyện, tâm sự. Có chuyện không vui, nói như thế này: dậu ừ hối sắm kè xì, thì dậu là có, hối sắm là vui vẻ, ừ hối sắm là không vui vẻ. Kè xì có nghĩa là cái chuyện gì đó. Dậu ừ hối sắm kè xì, cùng nhau đọc lại một lần nữa: dậu ừ hối sắm kè xì, có chuyện không vui. Thì như thế nào? Thường có chuyện không vui, dậu ừ hối sắm kè xì, thì chúng ta quảnh dành thu phủ sổi. Quảnh dành thu phủ sổi thì quảnh dành có nghĩa là kiếm người, tìm người. Quảnh là kiếm, là tìm. Quảnh dành là kiếm người hay là tìm người làm gì? Thu phủ sổi có nghĩa là trò chuyện. Cùng nhau đọc lại trọn câu: quảnh dành thu phủ sổi. Quảnh dành thu phủ sổi có nghĩa là kiếm người trò chuyện hay là kiếm người để trút bầu tâm sự. Rồi bây giờ bên cạnh đó, ngoài cái cách quảnh dành thu phủ sổi, chúng ta còn có thể nói quảnh dành khiến xu. Quảnh dành khiến xu, kiếm người trò chuyện. Rồi bây giờ chúng ta nói câu dài: có chuyện không vui, kiếm người trò chuyện. Nói như thế này: dậu ừ hối sắm kè xì, quảnh dành thu phủ sổi. Dậu ừ hối sắm kè xì, quảnh dành thu phủ sổi. Thì dậu ừ hối sắm kè xì là có chuyện không vui, quảnh dành là kiếm người tìm người, thu phủ sổi là trò chuyện. Cùng nhau đọc lại một lần nữa: dậu ừ hối sắm kè xì, quảnh dành thu phủ sổi. Hay chúng ta nói cách này cũng được: dậu ừ hối sắm kè xì, quảnh dành khiến xu. Bởi vì khiến xu là trò chuyện, đồng nghĩa với lại thu phủ sổi. Cùng nhau đọc lại trọn câu: dậu ừ hối sắm kè xì, quảnh dành khiến xu. Dậu ừ hối sắm kè xì, quảnh dành khiến xu. Rồi bây giờ bạn cảm thấy, thì cảm thấy là con tắc. Ai con tắc? Bạn là lị. Cùng nhau đọc lại: lị con tắc. Lị con tắc có nghĩa là bạn cảm thấy. Bạn cảm thấy như thế nào? Thí dụ bạn làm được rất tốt. Lị chù tắc hữu hữu, thì hữu hữu là rất tốt, hữu là tốt, hữu hữu là rất tốt. Chù là làm, tắc là được, chù tắc là làm được. Lị là bạn. Cùng nhau đọc lại: lị chù tắc hữu hữu. Lị chù tắc hữu hữu, chúng ta muốn khen ai đó làm được cái gì đó rất là tốt. Lị chù tắc hữu hữu, lị chù tắc hữu hữu, bạn làm được rất tốt. Rồi bây giờ, nhưng mà người khác tút tút tút, thì nói như thế này: tàn hài dành tì. Tàn hài dành tì, tút tút tút. Tàn hài là nhưng mà, dành tì là người khác. Cùng nhau đọc lại: tàn hài dành tì, tút tút tút. Nhưng mà người khác thì như thế nào đó, thì nói ra tàn hài dành tì, nhưng mà người khác. Một câu thì dách côi chào là một câu, chào là thì cái gì đó nói ra. Bây giờ từ vựng bụt lạng sổi. Bụt lạng sổi, bụt có nghĩa là giỏi, lạng là lạnh, sổi là nước. Bụt lạng sổi là giỏi nước lạnh. Nó có nghĩa là phê bình, đả kích hay là làm cục hứng,
ngoài cái ý nghĩa thực chất là chúng ta lấy cái gáo nước lạnh chúng ta dội vô một ai đó bột lạng sỏi, thì nó còn có nghĩa là phê bình, đả kích hay là làm cục hứng, làm cho người ta mất hứng, bột lạng sỏi. Phái bình, bột lạng sỏi là phê bình, đả kích hay là làm cục hứng. Phái bình là phê bình, phái bình là phê bình. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói câu dài như thế này: bạn cảm thấy bạn làm rất tốt, nhưng người khác mở miệng ra là phê bình. Thì nói như thế này: lị con tắc, lị trù tắc hổ hổ, tàn hài dành tì dách côi chầu phấy phèn. Thì lị con tắc là bạn cảm thấy, lị trù tắc hổ hổ là bạn làm rất tốt, tàn hài nhưng mà dành tì dách côi chầu, tàn hài dành tì dách côi chầu, nhưng người khác mở miệng ra là phấy phèn, là phê bình. Chúng ta cùng nhau đọc lại: lị con tắc, lị trù tắc hổ hổ, tàn dành tì dách côi chầu phấy phèn. Lị con tắc, lị trù tắc hổ hổ, tàn dành tì dách côi chầu phấy phèn. Bạn cảm thấy bạn làm rất tốt, nhưng người khác mở miệng ra là phê bình. Rồi, chúng ta có thể nói như thế này cũng được. Thì phấy phèn là phê bình. Bây giờ chúng ta có thể nói là bột lạng sỏi. Chúng ta đọc lại trọn câu: lị con tắc, lị trù tắc hổ hổ, tàn hài dành tì dách côi chầu bột lạng sỏi. Lị con tắc, lị trù tắc hổ hổ, tàn hài dành tì dách côi chầu bột lạng sỏi. Có nghĩa là bạn cảm thấy bạn làm rất tốt, nhưng người khác mở miệng ra là phê bình. Từ giận, kêu dành. Kêu dành là kêu người, kêu là kêu, dành là người, kêu dành là kêu người. Kêu người đi con. Ví dụ như chúng ta muốn nhắc nhở con cái của mình, thấy a dí thì kêu a dí, thấy xúc xúc thì kêu xúc xúc. Lị kêu dành lá, lị kêu dành lá, kêu người đi con, kêu người đi bạn, lị kêu dành lá. Rồi bây giờ chúng ta muốn kêu ai đó trả tiền lại. Từ vựng thôi chuyển, thôi chuyển có nghĩa là trả tiền lại. Thôi chuyển. Ngoài ra chúng ta còn có cách này: bồi sỏi. Bồi sỏi đồng nghĩa với lại thôi chuyển, có nghĩa là trả tiền lại. Kêu ai đó trả tiền lại, kêu dành bồi sỏi. Kêu dành bồi sỏi, kêu dành có nghĩa là kêu ai đó, bồi sỏi là trả tiền lại. Cùng nhau đọc lại: kêu dành bồi sỏi, kêu ai đó trả tiền lại. Hay nói một cách khác, kêu dành thôi chỉnh, kêu dành thôi chỉnh, kêu dành thôi chỉnh, kêu ai đó trả tiền lại. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói bạn trả tiền lại cho tôi, anh trả tiền lại cho tôi, chú trả tiền lại cho tôi. Lị thôi chuyển bị ngọ. Thì lị là bạn, thôi chuyển là trả tiền lại, bị là cho, ngọ là tôi. Cùng nhau đọc lại: lị thôi chuyển bị ngọ, lị thôi chuyển bị ngọ, bạn trả tiền lại cho tôi. Hay là lị hồi sỏi bỉ ngọ, lị hồi sỏi bỉ ngọ, bạn trả tiền lại cho tôi. Bây giờ tờ vận lì chích. Lì chích có nghĩa là nghỉ việc. Cùng nhau đọc lại: lì chích.
nghỉ việc. Không làm nữa, chúng ta muốn nói không làm nữa. Chù la, không làm nữa. Chù là không làm, chù la, không làm nữa. Nghỉ việc, không làm nữa, nói như thế này. Lì chích, chù la. Lì chích, chù la. Chù la, không làm nữa. Lì chích, nghỉ việc hay là từ chức. Lì chích, chù la. Lì chích, chù la. Nghỉ việc, không làm nữa. Động từ pai. Pai có nghĩa là phá. Pai có nghĩa là phân phá. Pai có nghĩa là phá. Sấy bảng là bánh kem. Sấy bảng, bánh kem. Phát bánh kem, chúng ta nói là pai sấy bảng. Pai sấy bảng, phát bánh kem. Còn phát gì nữa? Thí dụ như là phát khẩu trang. Pai khẩu trang. Khẩu trang là khẩu trang. Pai khẩu trang, phát khẩu trang. Giờ còn phát gì nữa nè? Phát tiền. Pai xỉn. Pai xỉn là phát tiền. Hay là phát phiếu lương á. Mỗi tháng chúng ta làm việc xong thì thông thường có một cái phiếu lương. Phiếu lương người ta gọi là lệnh tán. Bây giờ phát phiếu lương. Pai lệnh tán. Pai lệnh tán, phát phiếu lương. Rồi, san sủi bảng là gì? San sủi bảng, bảng là bánh phải không nè? Thì thông thường á, người Hồng Kông mà khi mà người ta không có còn làm cái chỗ cũ, người ta chuẩn bị rời đi chỗ mới hay là chuẩn bị không làm nữa đó, thì người ta có san sủi bảng. San sủi bảng có nghĩa là những chiếc bánh kem đãi đồng nghiệp ngày cuối làm việc. San sủi bảng. Thành ngữ bọt tài chính sắm. Bọt tài chính sắm có nghĩa là bát đại tinh thâm. Thì bọt là bát, tài là đại, chính là tinh, sắm là thâm. Bọt tài chính sắm, bát đại tinh thâm có nghĩa là ý người ta nói rất đa dạng, sâu sắc. Mình thí dụ tiếng Trung Quốc thật sự rất đa dạng sâu sắc. Nói như thế này: chúng mảnh chánh hài bọt tài chính sắm. Chúng mảnh chánh hài bọt tài chính sắm. Thì bọt tài chính sắm là rất là đa dạng, sâu sắc. Chánh hài là thật, là chúng mảnh là tiếng Trung Quốc. Cùng nhau đọc lại một lần nữa: chúng mảnh chánh hài bọt tài chính sắm. Chúng mảnh chánh hài bọt tài chính sắm. Tiếng Trung Quốc thật sự rất đa dạng, sâu sắc. Thì bọt tài chính sắm để dành mô tả những cái gì đó rất là đa dạng, sâu sắc. Bọt tài chính sắm. Rồi thì mình luôn chúc cho các bạn có nhiều thú vị trong tham khảo tiếng Quảng Đông. Trân trọng và hẹn gặp. Tối chào tại cá sấu thầy. Chơi kinh.